Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 30.000 đô la từ sự kiện CoinMarketCap và Poker World nữa bạn. Thì chương trình góp này dành cho 2.000 người đầu tiên nha các bạn. Thì các bạn làm nhanh nha các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click vào link mô tả dưới video của mình. Dòng đầu tiên bạn địa chỉ email các bạn vào nè các bạn. Dòng thứ hai các bạn join kênh góp kênh Chiller nè các bạn. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt up lên nè. Các bạn join tiếp kênh Chiller nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn điền là username Telegram bạn đã join sao iGroup nè. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục follow tại Twitter nè. Và điền là username tại Twitter nè. Trên tại Twitter này các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mới đắp lên nè. Các bạn điền là username tại Twitter mà. What you tại Twitter name có là. Cái này thì nó kêu các bạn gửi đường link hoặc là username gì cũng được. Mình gửi username cho mau các bạn. Rồi tiếp tục các bạn like và retweet tăng 2 người bạn nè các bạn. Các bạn vào đây bằng like nè. Các bạn chỉ dẫn retweet ít nhất là 2 người bạn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn retweet lên nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Nào có tweet không các bạn bấm yes nè. Rồi submit tin retweet nè. Trên Twitter có những 3 cạnh cùng giống như một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn cái data tweet nè. Rồi các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ với BNB sẽ mất trên bet20 trên những chocolate của tất cả các bạn nè. Rồi các bạn dán vào đây xong. Rồi sau đó bạn bấm gỡ ra xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 30.000 USDT từ CoinMarketCap và Poker World đến đây kết thúc các bạn. Chị mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.